Đô La ơi, đây là cái gì mà nhiều vậy con? À, cái bình đựng nước đúng không? Đô La ơi, đi chơi với mẹ đi con. Mẹ dắt tay nè. Hả? Hả? Đi tìm bố đi con. Bố đâu? Bố. Mẹ nói nghe nè. Mẹ nói nghe nè. Đô La, bố đang làm gì đó? Hả? Bố đang ngủ á? Hay là bây giờ bố, hai mẹ con mình trốn bố đi? Được không? Con suy nghĩ đi xem chơi trò gì, trốn bố trò gì ta? À, cũng giấy đi. Hả? Cũng giấy. Cũng giấy hả? Hay là bây giờ mình dùng cái thỏi son này mình vẽ bố mặt mèo đi. Đô La, phải đi nhẹ nhàng từ từ đúng không? Để mẹ giúp nè. Mình nghĩ thêm một trò khác nữa nhá. Con nghĩ ra đi, thêm trò gì nữa con? Trò giấy. Giấy. Giấy hả? Nhìn mặt bố mắc cười quá. Đi từ từ nha, cứ từ từ nha con. Đi từ từ, bố ngủ giấy nữa nha. Sao vậy? Sao vậy con? Ủa vậy hả? Mình đi từ từ thôi nha. Đi. Trời mát quá, bố ngủ say quá. Morning bells are ringing.
cuốn đi. Bị bố phát hiện ra rồi, bị bố phát hiện ra rồi. Trốn đi, bị bố phát hiện ra rồi. Đi nào, cứu bố, nào cứu bố, bố dậy rồi. Ai làm bố vậy? Con mèo kia. Ai cuốn con mèo à? Ai cuốn bố? Ai cuốn bố? Ai cuốn bố? Bố vậy không? Mẹ đâu làm đâu. Mẹ đâu làm đâu, con làm mà. Mẹ đâu làm đâu. Mẹ đâu làm đâu, bố là con làm mà. Đủ là làm như thế này đúng không? Thả bố ra đi. Help me. Help me. Thả ra còn cuốn làm gì nữa. Thôi cứu bố đi. Giải cứu cho bố đi đâu ra. Giải cứu cho bố đi. Cứu bố. Giải cứu cho bố đi. Giải cứu cho bố đi con. Cứu đi. Tha cho bố đi. Một tí mà cũng không yên với đô la. Cứu bố đi. Trời ơi cái gì đây. Thôi được rồi, mình cứu bố đi đô la. Bố dậy đi, đô la đỡ bố. Đô la đỡ bố dậy đi. Đỡ bố dậy đi con. Đỡ đi. Rồi. Là sao bố đừng ngủ ngoài nè, ngủ ngoài gốc cây đấy nha. Không là đô la lại chôn bố tiếp nha. Trời ơi. Ngủ ngoài này thì làm sao đâu. Mặt bố dễ thương đô la. Mặt bố là dễ thương giống gì á? Giống con mặt mèo. Cái mì son môi. Cái gì? Cái mì son môi kìa. Lấy son tôi mặt bố hả? Son môi tôi mặt bố. Trời ơi. Giống con gái. Đó. Đó. Rồi. Cái gì một mồm toàn son đỏ thế này? Đó, cái son. Đứa nào? Con. Đứa nào tô lên cho bố đây? Con. Con tao mặc nữa. Bữa sau không được tôn bố như thế này nữa nha. Chôn chứ. Ai bảo bố nằm ngủ ngoài này đúng không đô la? Như thế này sao bố dậy? Lãng phí hết giấy. Trời ơi trời ơi. Ôi trời. Con với chàng trai. Quay cái gì nữa? Hôm nay có vui không đâu la. Hôm sau mình trôn bố tiếp nha. Yeah, hai mẹ con mình yeah. Yeah. Rồi, bye bye các bạn đi con.